Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Cổ Điện Thông Minh. Video ngày hôm nay là một cái video mà ngồi đây chia sẻ với các bạn về những lý do mà tại sao mà camera UC của các bạn không kết nối được với Wi-Fi và điện thoại. Video ngày hôm nay là một cái video mà mình ngồi đây chia sẻ về những cái kinh nghiệm mà mình lắp đặt về cái con camera này. Trước tiên, để vào vấn đề chính thì mình nói luôn, camera UC là một cái ván cờ cuối cùng dành cho khách hàng. Nếu như mà họ chê những cái dòng sản phẩm trên hơn rất mắc, thí dụ như là KB1, EZ-Vis hay là của IMO, thì những cái dòng camera đó mắc, hoặc là dòng camera Xiaomi v.v. kể những cái hãng ở trên ấy, thì giá thành nó quá cao. Thì khi mà khách hàng họ từ chối những dòng đó thì UC là một cái dòng camera cuối cùng để chốt đơn được khách hàng, vì giá thành của nó khá rẻ và cái phần cứng nó mang lại khá tốt, nào là có đèn LED xoay 360 độ, giá thành rẻ hơn gấp đôi, vân vân các thứ. Và có một điều nữa, camera UC là một dòng camera lỗi rất nhiều, nhưng mà nếu mà các bạn biết cách khắc phục nó và làm đúng nó ngay từ đầu thì đây là một dòng camera đáng để sở hữu nó vì những cái tính năng khá là vượt trội. Ok, không phải để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về những cái lỗi mà các bạn thường hay gặp phải mà của dòng camera UC này khi mà không kết nối được với Wi-Fi nhé. Lỗi thứ nhất mà mình thường hay bị khách hàng phản ánh về là không kết nối được á, thì mình hỏi khách hàng mình một câu là: khách hàng ơi, xem coi có đúng mật khẩu Wi-Fi không. Lỗi này nó khá là nhảm, là khi mà các bạn sai Wi-Fi á thì cái con UC nó không bao giờ báo về bạn là Wi-Fi bạn bị sai, mà nó sẽ báo về là thiết bị không đủ nguồn và cục Wi-Fi gì không tới này nọ. Nhưng mà thật ra là Wi-Fi sai nó cũng sẽ báo như vậy. Thật ra các bạn cần phải nhập đúng số Wi-Fi ha. Chỉ cần nhập đúng vô thôi là nó có thể vô được. Lỗi số thứ hai đó chính là mình có gặp một số khách hàng đi thi công, đó chính là cái cục mô đun Wi-Fi của người ta có vấn đề. Cái này là bạn phải sử dụng cái điện thoại của bạn á. Bạn check Facebook, check ở trên Google đó, xài Google rồi bạn sẽ bấm vô tìm từ khóa này nọ để kiểm tra mạng của người ta nó có ok không. Mình đã có từng đi thi công cho khách ở Hòa Long và mình đã bị cái trường hợp này, là camera của mình không bị vấn đề gì hết trơn nhưng mà cái Wi-Fi của người ta có vấn đề và dẫn tới là camera nó bị mất kết nối hoặc là kết nối chập chờn về điện thoại. Và những cái dòng camera UC này này, khi mà Wi-Fi của bạn nó bị chập chờn ấy thì nó lúc nào cũng xoay xoay vòng vòng giống như bị khùng với các bạn. Thành ra các bạn cần phải lưu ý nhé, là cái cục modem của chúng ta nó có tốt chưa và nó có bị chập chờn không, và để kiểm tra điều này nha. Và cái lỗi số thứ ba đó chính là lỗi về thẻ nhớ. Nếu như mà trong cái file thẻ nhớ của các bạn ấy nó có một cái file đọc ha, hay đọc cái file lạ, con UC nó đọc tới đó nó sẽ bị ngáo và nó dẫn tới việc không thể kết nối được Wi-Fi luôn. Cái này á, là bạn mà người mới mua camera thì bạn không biết, chứ còn những cái người mà lắp đặt camera như tụi mình ấy thì thường hay gặp cái lỗi này. Cho nên khi mà bạn gắn cái thẻ nhớ vào cái con UC á, giúp mình, bạn phải bấm một cái từ format hoặc là cái từ định dạng thẻ đấy. Nếu không á, bạn không bấm cái từ định dạng thẻ nó sẽ dẫn tới cái việc là nó bị dừng lại, nó bị đơ đơ, bị ngáo ngáo, hoặc là cái thẻ nó bị lỗi á, khi mà bạn cắm vào UC trước ha, và bạn bắt đầu reset con UC và bạn kết nối Wi-Fi á, mà cái thẻ nhớ có file đọc nó cũng sẽ giúp cho cái con UC không thể kết nối được luôn. Đó là cái điều mà bạn cần phải lưu ý ha. Wi-Fi bị yếu, sóng chập chờn thì mình đã có nói về vấn đề trên rồi. Và đó là tất cả những cái lỗi mà khiến cho con UC bạn không kết nối được. Bạn hãy khắc phục từ từ ha. Và đây là những cái cách mà mình chỉ cho các bạn khắc phục. Nếu mà bạn gặp trong những cái trường hợp trên thì các bạn cần phải làm theo những cái bước như mình ha. Bước 1 là bạn cần phải rút thẻ nhớ ra và bạn reset con UC lại một lần nữa. Bước 2 là bạn kiểm tra Wi-Fi của bạn có ổn định chưa. Nếu mà ok thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành kết nối. Bước 3 là chúng ta sẽ bắt đầu là thử nghiệm cái con camera của chúng ta. Nếu như mà kết nối được xong xuôi rồi đấy mà bạn gắn thẻ vào và con camera của bạn nó bị điên thì có lẽ rằng cái thẻ nhớ của bạn nó bị hỏng hay là gì đấy, thì bạn hãy lấy cái thẻ nhớ đó, bạn mua ở đâu thì bạn bảo hành ở đó ha. Và đó là những cái gì mà mình chia sẻ về cái dòng camera UC này. Không biết các bạn có những câu hỏi gì không thì hãy để lời comment bên dưới, hoặc là bạn hãy nhắn tin về bên phía tụi mình sẽ note lại tất cả những cái câu trả lời của các bạn, trả lời cho các bạn luôn ha. Tại vì mình cũng làm về dịch vụ cung cấp lắp đặt camera và cũng như là bán camera cho mọi người ấy. Thật ra đôi khi mọi người cũng có để lại một số câu hỏi cho mình và mình cũng note lại trả lời cho các bạn, và chúng ta sẽ cùng nhau cung cấp những cái dữ liệu thông tin với nhau, kết nối với nhau để chúng ta có thể nâng tầm về camera nha. Xin chào và gặp lại các bạn trong những tương lai lần sau. Bye bye.